Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở xã E Băng, huyện EK đã có nhiều khởi sắc. Hiện nay, xã E Băng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Năm 2023, xã E Băng đăng ký về đích nông thôn mới, nhưng do nguồn vốn đầu tư giải ngân không đúng kế hoạch nên đến cuối năm, xã chỉ đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí giao thông, xã E Băng phải đầu tư cứng hóa 4 tuyến đường liên xã dài hơn 13 km với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng, 21 tuyến đường thôn buôn với chiều dài hơn 20 km, vốn đầu tư hơn 32 tỷ đồng và 15 tuyến đường ngõ xóm dài hơn 11 km, kinh phí gần 12 tỷ đồng. Với quyết tâm cao, người dân trong xã đã đồng lòng hiến đất, bỏ cây trồng, lùi bờ rào. Nhưng do nguồn lực hạn chế nên trong năm 2023, tiêu chí giao thông vẫn chưa thể hoàn thành. Theo chỗ chủ trương nhà nước, thí dụ như nhà nước mà làm vào bao nhiêu thì mình cũng chấp nhận thôi, để ủng hộ cái nông thôn, để cho cái đường xá nó đi cho thoải mái, cho nó ý là nó thuận tiện, chứ còn mình cũng không gì vài phân đất hết. Thí dụ như giờ là làm có bao nhiêu thì gia đình chị cũng chấp nhận, là cũng hiến đất cho nó đẹp cái đường. Thì sau một thời gian là triển khai từ năm ngoái đến giờ, từ năm 2023 đến giờ, thì là coi như là thấy đường làng đã nhiều cái khởi sắc, đời sống của nhân dân là được nâng cao hơn, và cái nhận thức của nhân dân về cái đích nông thôn mới là có cái ý nghĩa và cái quan trọng đối với lại cái cuộc sống văn hóa xã hội của toàn dân. Theo Ủy ban Nhân dân huyện EK, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã E Băng là trên 138 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh gần 70 tỷ 500 triệu đồng, chiếm trên 51%, ngân sách huyện trên 50 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp và huy động các nguồn khác. Đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã hiến trên 41.720 m² đất và nhiều tài sản có giá trị trên đất. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cho xã E Băng về đích nông thôn mới. Đến nay về cơ bản thì các tiêu chí nông thôn mới của chúng tôi đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt là chúng tôi đã tập trung đầu tư cái hệ thống cơ sở hạ tầng, rồi tập trung cho cái phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Năm 2000 đến 9 tháng đầu năm 2023 thì chúng tôi đã qua rà soát thì chúng tôi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã E Băng sẽ phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân với mục tiêu thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 5%.